Những loại cây cảnh cực độc tuyệt đối đừng trồng khi nhà có trẻ nhỏ. Có những loại cây cảnh giúp lọc không khí lại hợp phong thủy nên nhiều người hay trồng trong nhà. Tuy nhiên nếu nhà bạn có trẻ nhỏ hay người dễ bị dị ứng thì nên cẩn trọng hoặc không nên trồng. Một Cây vạn thiên thanh hay còn gọi là cây minh ti thuộc họ giấy có nhiều chủng loại, lai tạo, hình dáng, lá rất đẹp nên được ưa chuộng trồng làm cây cảnh trong nhà có rất nhiều chủng minh ti với màu lá khác nhau tránh nhầm với các loại vạn niên thanh thuộc giống Aula Nema onolema modestum làm cảnh và làm thuốc tất cả bộ phận của cây minh ti đều có độc do đó phải cẩn thận khi va chạm di chuyển hay chăm sóc loại cây cảnh này nhựa cây gây ngứa và nếu chẳng may dính vào mắt thì rất khó chịu ăn phải thì bị tê môi, đỏ lưỡi, nói khó, ngứa họng. Các bé con nếu hái quả ăn sẽ bị ngộ độc. Nếu bé không may dính nhựa cây bị ngứa thì không nên gãi mà hơ nóng, ấm vùng da bị dính sẽ khỏi. Nếu dính nhựa vào miệng, mắt thì xúc miệng, rửa mắt bằng nước ấm rồi dùng máy sấy tóc hơ ấm. Hai cây thông thiên hay huỳnh liên. Tên khoa học của loại cây này là Zoventia peruviana hay Cacabella tevitia là loài cây thuộc họ trúc đào có lá hình mác, mọc so le, thân cây cao khoảng 3 đến 4 m, thông thiên có xuất xứ từ châu Mỹ, thường gặp ở một số nơi như Kula, Maui, Wahi, Kihei, Kahanabis, Hawaii. Ở Việt Nam, hoa thông thiên có màu vàng rực, ở một số nơi khác hoa có màu vàng cam, hoa thường có 5 cánh, trái có hình thoi màu xanh, cây thông thiên có chứa nhiều chất độc ở hoa, lá, quả và hạt, các độc tố bao gồm seventeen, nerin, glucoside có thể gây tử vong ở người. 3. Cây mã tiền. Quả mã tiền có hình dáng rất giống quả cam, được biết đến như một thứ độc dược cực mạnh hạt của chúng chứa nhiều chất alkaloid. Nếu ăn nhầm sẽ bị co quắp toàn thân và tê liệt cơ hô hấp gây ngạt thở dẫn đến tử vong. 4. Cây ba đậu Ba đậu là một cây nhỡ cao từ 3 đến 6 mét, cành nhẵn, lá mọc so le, nguyên hình trứng, đầu nhọn, Mép có răng cưa nhỏ dài từ 6 đến 8 cm, rộng từ 4 đến 5 cm, cuống nhỏ dài từ 1 đến 2 cm. Trong toàn thân cây thường thấy một số lá màu đỏ nâu, hoa mọc thành chùm dài từ 10 đến 20 cm ở đầu cành, hoa cái ở phía dưới, hoa đực ở đỉnh. Cuống nhỏ dài từ 1 đến 3 mm. Quả năng, nhãn, màu vàng nhạt, cao 2 cm, có 3 mảnh vỏ. Khi chín tách ra, hạt hình trứng dài 10mm, rộng từ 4 đến 6mm, ngoài có vỏ cứng, mờ, màu nâu xám, khác hạt thầu dầu bóng và có vân. Dầu ba đậu là một chất gây phồng rất mạnh, cho tác dụng trên da, người ta thấy da nóng bỏng và phồng lên, mọng nước, sau đó tạo thành mụn chóc da. Với liều cao hơn 2 giọt sẽ gây viêm ruột và có triệu chứng ngộ độc nôn mửa, đi ngoài nhiều, toát mồ hôi và có thể dẫn đến tử vong, từ 10 đến 20 giọt đủ giết một con ngựa. 5. cây thủy tiên, tên khoa học là Narcissus. Củ của cây có chất acanloi gây chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy, run rẩy toàn thân, hôn mê có thể dẫn đến tử vong khi ăn phải. 6. cây hoa ly, tên khoa học là Hispetrum vinicium. Củ cây có chất độc licorin gây tiêu chảy, buồn nôn, ói mửa khi ăn phải. nhựa cây có thể gây nôn mửa nếu ăn phải, tránh tiếp xúc trực tiếp với da vì có thể gây bỏng rát. ngứa. 7. trúc đào, tên khoa học là Nerium oleander. Toàn thân trúc đào đều có chất cực độc oleandrin, nerin người ta có thể bị ngộ độc do chạm vào cây hoặc nuốt phải nhẹ thì gây buồn nôn ói mửa tiêu chảy dối loạn nhịp tim nặng thì có thể mất kiểm soát cơ thể hôn mê nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tử vong việc phơi khô hoặc nấu chín cũng không làm mất tính độc của loài thực vật này không trồng trúc đào ở cạnh nguồn nước giếng ăn bể nước vì lá hoa trúc đào rụng xuống làm nhiễm độc nước trên thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhi bị ngộ độc do mủ hoa cây trúc đào. 8. Đỗ quyên, tên khoa học là Rhododendron occidental. Tất cả các bộ phận của cây đều có chất độc andromedotoxin và abutin glucosid. Người bị ngộ độc do loại cây này thường có triệu chứng buồn nôn, chảy nước dãi, ói mửa, uể oải, chóng mặt, khó thở, mất cân bằng một lượng 100 đến 225 g lá đậu quyên đủ để gây ngộ độc nặng cho trẻ em 25 kg. 9. Thiên điểu. Tên khoa học là Trilicia rikin Hoa và hạt của cây có các chất gây ngộ độc đường ruột, tiếp xúc hoặc ăn hoa, hạt sẽ khiến buồn nôn, tiêu chảy chóng mặt. 10. Môn kiểng. Tên khoa học là Caladium hotulanum tất cả các bộ phận của cây đều có chất độc calcium oxalat và asparagin. Khi ăn phải sẽ dẫn đến nguy cơ bị bỏng, ngứa rát vùng miệng, niêm mạc ruột. 11. Chuỗi ngọc Tên khoa học là Sedum morganianum, tất cả bộ phận có chất glucosid gây mệt mỏi, khó thở, tiêu chảy nếu ăn phải. 12. Cây dạ lan tên khoa học là Hyacin orientalis, củ dạ lan có độc tố alkaloid gây vọc bẻ, đầy bụng, buồn nôn, tiêu chảy nếu ăn phải. 13. Cẩm tú cầu Tên khoa học là Hydrage macrop frile, lá và củ cây có chất hydrage cyanogenic glycosid gây tiêu chảy ói mửa thở gấp. 14. Xương rồng kiểng Tên khoa học là Euphorbia tricona Nhựa cây có thể gây bỏng da và mắt nếu tiếp xúc, gây tê cứng lưỡi và miệng, nôn mửa nếu ăn phải. 15. Một số loại trầu, trầu bà, trầu ông, có tên khoa học là Philodendron. Lá và thân cây có chất độc calcium oxalate, gây tiêu chảy buồn nôn bỏng rát niêm mạc miệng khi ăn phải.